Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng đó chính là tốc độ tải trang. GoSale sử dụng server của Amazon, một trong những server tốt nhất hiện nay, cung cấp cho bạn một tốc độ tải trang nhanh chóng và ổn định, giúp tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Hơn thế nữa, chúng tôi còn cung cấp cho bạn một hệ thống lưu trữ không giới hạn. Bạn có thể đăng tải bao nhiêu sản phẩm cũng được mà không cần phải trả thêm chi phí nâng cấp dung lượng. Nếu bạn muốn xây dựng website, việc đầu tiên bạn phải nghĩ đến đó chính là mua cho mình một cái tên miền. Và bạn sẽ phải đau đầu về chuyện làm việc với các bên cung cấp tên miền và làm việc về mặt giấy tờ, thủ tục, về mặt kỹ thuật. Với GoSale, bạn không cần phải lo lắng về điều đó vì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một tên miền phụ miễn phí với định dạng là abc.gosale.vn. Việc của bạn là chỉ cần suy nghĩ ra một cái tên thật ưng ý cho cửa hàng của mình mà thôi. Bạn có thể thay đổi tên miền bất kỳ khi nào nếu bạn muốn. Nếu như bạn đã có tên miền riêng, GoSale cũng hỗ trợ bạn về mặt kỹ thuật để thay đổi tên miền website của GoSale thành tên miền riêng của bạn mà không cần phải thêm bất kỳ chi phí nào. Nâng cấp gói 2 được trải nghiệm toàn bộ tiện ích trên.